cũng lại là chuẩn bị là rẽ ra quốc lộ 51 à? Đúng không vậy nhỉ? Nút giao Long Thành đúng dây rồi. Mình rẽ ra đây thì bắt đầu gọi là đi bon chen trên cao tốc và đi một mình một làn. Cứ ra khỏi cái đường này cái là bon chen tranh nhau từng tí một luôn. Cái khoảng thời gian này thì nếu mà cái đường này đi ban ngày sẽ là rất là đông. Mỗi lần mình vào sớm ấy thì mình hay tranh thủ vào đêm không. Đợt này là mình ở chân một cái mình thả ra muộn quá không thể đến được trước được. Ôi ông nào đây? Biển 18 à? Thấy mình cũng còi nhưng mà không biết là ai hả? Bởi vì có rất là nhiều xe ngoài chở hàng cho công ty ấy, thì hay biết kiểu như là mình là cái con ruột ở trong công ty rồi ấy, thì những cái xe ngoài đóng vào ấy cứ thấy là anh em là cứ bấm còi nhau thôi, vì cũng biết là chạy đoàn hàng cho công ty rồi. Biển 18 một chiếc Ford Line màu cam, chắc vào cửa khẩu sẽ gặp nhau thôi. Long Thành đây, quốc lộ 51 đi thẳng là Hồ Chí Minh. Ở đây mình cũng không hiểu là mình một chút nữa vào thì mình cũng vào đấy mà, nhưng mà sao lại không đi đường đấy, lại rẽ xuống quốc lộ 51 luôn này. Trạm thu phí, cái này là trạm thu phí cao tốc Long Thành Dầu Dây. Trên kia là Vĩnh Hảo Phan Thiết. Ủa, ôi trời ơi, bao nhiêu tiền đây? 158k, 158.500 đồng. Hơi bé tí cho nên là mình qua phải từ từ, không là bị đụng gương. Biên Hòa này, Vũng Tàu à. Mình đi theo lối Biên Hòa. Mình nhớ đợt trước là mình vào đây nè, đến cái vòng xuyến này rồi, xong rồi mình đi thẳng luôn ấy, thì nó đi rẽ khác không. Xong rồi mình cứ vòng ở đây hai vòng liền cái vòng xuyến này để tìm Google, để tìm chỉ đường ấy. Buồn cười thật, đi hai vòng cái vòng xuyến để tìm đường. Đó, trốn vào cái đường này là đông luôn rồi. Biển gì nhỉ? Ở đây có 3-4 làn thật, nhưng mà như là có biển. Xe này chỉ được đi làn này với lại làn bên này thôi. Còn là đường ra đây là sắp rồi. Đang đi cao tốc ngon đấy mà ra đến đường này là nhảy ngược luôn rồi. Đây trên 60 đường đông có lúc còn tắc đường 60 gì đấy. Đây là đang ở Đồng Nai à? Phải không nhỉ? Đây, quốc lộ 51. Mình đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì trước khi mình vào Sài Gòn ấy, thì mình hay cũng đi lái xe ở miền Bắc ấy, mình hay nghe cái chương trình gọi là radio giao thông ấy, giờ là 91 giao thông, kênh giao thông ấy. Thì nghe nói đến rất là nhiều cái đường trong này, như kiểu quốc lộ 51 này, xa lộ Hà Nội này. Đấy thì mình cũng biết là cái việc nó tắc đường nó như thế nào rồi, mình chỉ nghe kể thôi. Đấy bây giờ trực tiếp vào đây này, thấy không? Nó như này, như trên ở đài luôn ấy. Ở miền Bắc thì cũng tắc nhưng mà không tắc dài như thế này. Đây là toàn gọi là xe to các kiểu luôn. Một tí mình còn đi quốc lộ 1A này, xong rồi lên Củ Chi các kiểu, quốc lộ 22 đấy nó cũng tắc như thế này luôn.
chung là bò rất là lâu mới đi được mấy chục cây á, bò rất là lâu. Bây giờ thì mình đi kiểu cái tầm giờ này là được biết rồi, lần sau là không đi cái tầm giờ này nữa đi. Một là mình cố qua hoặc là mình chưa đến ấy, hoặc là mình cố qua hoặc là mình qua sớm hơn hoặc là qua muộn hơn. Chứ cái tầm giờ ở trong này đông xe lắm, quá là đông luôn. Bây giờ cứ đi theo đằng trước thôi, cái mình cũng chưa biết là mình đang ở cái vị trí nào, đến cái đường rẽ mình còn không thể nhìn thấy luôn. Bây giờ đấy, xung quanh cái này nhìn thấy gì đâu, không nhìn thấy gì, biển cấm đâu, biển gì đấy không nhìn thấy luôn. Còn hở ra một tí là người ta lại chen lên luôn ấy. Cái lần đầu tiên mình nhớ mình vào cái hầm này, đến đây còn phải lưỡng lự, không biết là đi đường trên hay đi đường dưới nè. Đấy, đây mình sang đang xuống hầm này. Đây là cầu vượt Đồng Nai à, hầm không nhớ là cầu gì đấy. Đấy, qua cái hầm này mình không nhớ. Thực ra là hình như là đi đường trên cũng vẫn được hay sao ấy. Ồ, ở trong này đang làm gì đây? Đang sửa đường hay làm gì đấy? Tường thành của Trung Quốc ấy, hai bên cao luôn. À, bây giờ lúc đấy như là đi đường trên thì nó vẫn xuống đây thôi này. Xe quá khổ, quá cao hay là như nào đấy thì không đi đường này được. Lần đầu vào đúng là choáng luôn. Bao nhiêu làn đi không đi, cái xi nhan sang cái làn này làm cái gì nhỉ? Đây là cái chỗ cầu Đồng Nai, chuẩn bị qua cầu Đồng Nai rồi. Trạm thu phí này là bỏ hoang rồi, không phải bỏ hoang đâu, là nó chưa thu thôi, thu xong rồi ấy, bây giờ không thu lại. Bình thường mình không biết, mình cũng tự hỏi là nếu mà cái trạm này mà thu ấy thì nó sẽ không biết là nó tắc như nào. Thì bình thường nó đã đông rồi, nếu mà trạm này thu phí nữa thì là tắc nữa, tắc dài luôn ấy. Cầu Đồng Nai mới à, cái cầu đầu cũ ở đâu? Đây có rất nhiều những cái bãi container. Bên này như thế này, như kiểu cảng ấy. Đây, kia kìa. Đây, cái chỗ này là mấy cái xe ở cảng lên này, có đợt mình thấy tắc dài luôn. Thành phố Dĩ An, Bình Dương, đi Hoa Lư là mình sẽ rẽ ở đây luôn hay sao ấy. Chuyến này là mình đi Mộc Bài, Tây Ninh. Hướng của mình đang đi là lên ngã tư An Sương ngồi rẽ, phải không nhỉ? Đúng không? Ngã tư An Sương. Vào cái chỗ cảng này đông này, đi Dĩ An, Bình Dương này, khu công nghiệp ấy, rất là nhiều khu công nghiệp ở trên đấy. Công cảng đa số về những cái khu đấy nhiều. Trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Đấy, cái con đường đợt trước mình cứ hay nghe trên TV đấy, hiện diện ngay trước mặt xa lộ Hà Nội. À đây rồi, mình đến cái chỗ này mình rẽ rồi. Chứ thực ra cái chỗ này mình không biết là
không nhớ là cái địa chỉ cụ thể là như nào đâu, nhưng mà cứ mỗi lần mình cứ đến đây là gọi là qua cái gì nhỉ, qua cái khu du lịch Suối Tiên này đấy, là rẽ phải đây này, từ An Sương rẽ lên đây này, 21 cây nữa hướng Đại học Quốc gia. Lần đầu tiên đi với anh thì anh dẫn lên cái đường này ấy. Lần sau là cứ thấy là đến qua cái khu du lịch Suối Tiên là ta sẽ rẽ luôn này. Xong rồi là đây là ra quốc lộ 1 à? Phải không nhỉ? Ờ hình như là vậy, hình như là vậy, đúng không? Đường này còn đông nữa, đường này mỗi lần cũng đông lắm. Đèn xanh đèn đỏ thì dài. Với lại đông xe cả. Không biết là hôm nay thế nào, chưa biết à. Rẽ lên cái quốc lộ 22 này cũng đông ngang ngửa với cái chỗ quốc lộ 1A vừa rồi, còn đông hơn ấy. Hai đường như nhau. Đi cái chẻo đường này rất là bức xúc, không biết làm gì được. Đường này nó lại rất là nhiều đèn đỏ luôn. Nhiều đèn đỏ quá, đạp chán luôn. Vừa đi đang gọi là có đà tí lại phải dừng đèn đỏ rồi. Đi rất là ức chế luôn. Quá nhiều đèn đỏ.
rưỡi rồi, bây giờ mới đến đây đến đây là cũng gần cửa khẩu rồi. Đến đây là cái gì ạ? Tây Ninh à? Ừ thì đến Tây Ninh rồi, nhưng mà đây là chắc là khu vực thành phố, rất nhiều xe đồ ăn cơm, nhưng mà mình không biết ăn ở đâu, mình cứ vào trong cửa khẩu và tính sau. Đây có cái cổng chào rất là to luôn, Tây Ninh này. Ô cái cổng chào to chưa, thì mình cuối cùng thì mình đến cái chỗ rẽ vào cửa khẩu Mộc Bài ở đây này. Chỗ này là có một cái vòng xuyến nè, đi bên phải là Tây Ninh, còn mình rẽ trái là đi Mộc Bài. Đây là quốc lộ 22 km bao nhiêu nhỉ, 48. Đây có một cái vòng xuyến mấy xe của đội đang rẽ đây. Wow wow, đông thế, đông thế, đông thế. Rẽ vào thì được mấy trăm mét thì có luôn một cái cầu rồi. Cầu này ban tối mình thấy rất là nhiều các bác ở trên cầu này là câu cá đấy. Cầu Gò Dầu 1. Ở dưới vì ở dưới có một cái sông hay là một cái hồ, cái sông à? Ừ, có một cái sông gì đấy. Ban đêm thì mình cứ đi qua đây thấy nhiều bác là đứng ở trên này câu cá luôn. Đứng ở đây này, câu ở dưới luôn. Ủa đây có cái này rộng phết đấy, sông phải to phết. Từ đây vào cửa khẩu là còn 10 cây nữa cơ. Đường bé, không to mà lắm đâu. Đường có hai ấy thôi, hai làn thôi. Hầu như là hình như là không có làn xe máy gì phải. Có hai làn ô tô thôi. Đường này không có làn xe máy đâu, có hai làn ô tô thôi, nhưng mà hơi hẹp, nếu mà tránh vượt nhau là phải không có xe máy hay là cái gì mới vượt được nhau ấy, còn không là cứ đi này đâu. Ở đây mình thấy bán rất là nhiều muối hay cái gì màu trắng này, ở đây là trồng nhiều cây cảnh, không phải là muối, khả năng là không phải là muối, chắc là bán cái gì để trộn cây cảnh các kiểu. Trong này có một cái khu công nghiệp ngay sát cửa khẩu, cho nên là mỗi lần mình cứ thấy vào cái khoảng 4 giờ ấy, 4 giờ 5 giờ hoặc là 6 giờ gì đấy thì rất là đông xe máy. Mười ba giờ 24 phút rồi, mình đến cửa khẩu chắc 2 giờ đi, làm thủ tục xong là tầm 3-4 giờ mới sang được Campuchia trả hàng cơ. Chuyến hàng lần đầu tiên mà mình đi muộn thế này luôn đấy. Bình thường là mình đã vào trong kia, mình giờ này mình đã sang bên Cam rồi cơ. Đi muộn thế này thì không biết là có sang về được Việt Nam hay không. Anh tối nay đã ngủ ở bên Campuchia. Ở bên Campuchia này mình ngủ thì không phải đăng ký làm gì các kiểu như Trung Quốc đâu. Đây nó rất đơn giản, không phải như sang Trung Quốc là nghỉ còn phải đi báo biên phòng tạm trú tạm vắng xong rồi bao nhiêu tiền đấy. Nói chung là phức tạp nhiều hơn đấy, không phức tạp bằng Trung Quốc đâu. Đây này, cái đoạn này rất là bé luôn này, bên này xe máy không dám lên luôn đấy, mình đi này, xe máy không dám lên luôn. Đường cửa khẩu ấy thì lên thẳng là đi thẳng cửa khẩu luôn, còn ở đây có cái biển là rẽ để cho xe container đây đấy. Cái đường này thì là lên thì vẫn lên được cửa khẩu thôi, nhưng mà cái hướng đi ấy thì là rẽ bên phải rồi đi cửa khẩu, còn cái lúc hướng xuống này là cái chiều mà mình từ bên Cam về đấy.
nhanh lên. Chỗ này to, đường khá là to luôn đấy. Còn đi thẳng lên đây này, đi thẳng lên đây là lên cửa khẩu luôn. Mình thì rẽ ở đây cũng lên được, nhưng mà mình thấy là xe hàng ấy thì phải vào đây kiểm hóa. Kiểm hóa này xong rồi làm thủ tục các kiểu thì mới sang cam được. Ông này không biết đi kiểu gì ấy nhỉ. Ô, cái ông này còn cười thật đấy. Coi như là một cái quá trình gọi là hoàn thành nhiệm vụ một phần rồi. Còn sang cam để trả hàng nữa lại là một chuyện khác. Đây, đường nó rộng mà bạn muốn đánh đi đâu thì đánh luôn. Cửa khẩu này thì rất là bon chen mọi người ạ. Bon chen thì lúc đi lúc về luôn. Nghĩa là rất là đông ấy. Như các bạn đang thấy này, ở xa kia là những cái xe ta đang xếp hàng chuẩn bị sang cam. Đây này, đấy, đây là những cái xe cảng đấy, có hàng sang cam ấy đấy, xếp hàng dài này. Đấy là bên đấy là người ta khả năng là kiểm hóa xong hay sao rồi. Bây giờ mình mới bắt đầu đi vào kiểm hóa đây. Sẽ lại mất một quá trình rất là lâu nữa mới được sang cam đấy. Đến gần cửa khẩu đây thì có một cái lối rẽ đi vào bãi kiểm hóa. Ui, nhìn xe bằng này là mình chán luôn rồi á. Đây này, nhìn xe xếp hàng này bằng này mình chán luôn rồi. Không biết bao giờ mới gọi là mình mới được ra đến đây luôn ấy. Đây là cái đường rẽ đi vào bãi kiểm hóa. Và trong này chắc mình sẽ chờ một tiếng hoặc là nửa tiếng nữa mới được đi. Thủ tục giấy tờ các kiểu xong hết thì mới đi được. Ôi giời, bãi này giờ làm gì nó đông thế nhỉ, sợ thật luôn, quá là đông luôn này. Không biết mình hay đi đâu đỗ đây. Xuống dưới một vòng xem nào. Ô, toàn xe ga, xe chở ga. Đây chứ, toàn xe chở ga với chở khí không? Hyundai. Đông quá. Nên tìm một chỗ để đỗ này.
cái anh của trong công ty vậy. Thì hai anh em mà cùng nhau đi tỉ kiểu gì thì anh ấy đi mình cũng đi luôn ấy.